Sơn Phan Con, chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng là công nghệ VAR đang thay đổi thế giới bóng đá. Nó mang lại sự chính xác và đồng thời thu một chút lệ phí kiên nhẫn của tất cả mọi người. Nhưng ai đã làm quen với điều đó nhanh nhất ạ? Hãy xem bức ảnh nổi bật trong tuần qua. Tiền đạo Mason Mount của câu lạc bộ Chelsea mắc lỗi việt vị trong gang tấc. Trọng tài giờ đây những tình huống nhạy cảm không bao giờ cắt còi vội vàng, bởi vì họ biết rằng là VAR sẽ thay mình làm việc đó nếu có việt vị. Cầu thủ thì chưa bao giờ tỏ ra sẽ quen được với việc phải chờ VAR rồi mới ăn mừng. Nhưng khán giả, tôi dám chắc rằng rất nhiều người bây giờ đã quen với việc từ từ hãy xem VAR nói gì đã nào. V-League chưa có VAR, nhưng các trọng tài của chúng ta đã đi trước công nghệ một bước trong việc làm cho mọi người phải quen với khái niệm hãy kiên nhẫn, mọi thứ đều có thể thay đổi. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình bình luận thể thao của VTV. Cầu thủ bên theo đã thể hiện được. Họ đã vượt qua được. Chỉ đang chống lại cái đó rồi. Và trước thời cơ của đội cầm với Bình Dương, Hồ Sĩ Giáp rất nguy hiểm. Xem lại quyết định của trọng tài Trương Hùng Vũ với pha tranh chấp của Hồ Sĩ Giáp với Bùi Tiến Dũng. Trọng tài Trương Hồng Vũ đã thay đổi quyết định của mình, hay còn gọi là bẻ còi, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Viettel gặp BKMX Bình Dương. Đó là một tình huống bẻ còi ở phút bù giờ, đội chủ nhà Viettel đang dẫn trước 2-1. Cầu thủ áo đỏ của Viettel che bóng hợp lệ và bị xô ngã từ phía sau. Trọng tài Trương Hồng Vũ xác định đó không phải là lỗi của cầu thủ Sĩ Giáp bên phía BKMX Bình Dương, đồng thời ra hiệu cho Bình Dương được đá phạt vì Bùi Tiến Dũng đã để bóng chạm tay. Từ pha bóng đó, bàn thắng đã được ghi cho Bình Dương. Nhưng rồi kỳ lạ thay, trong sự phản ứng của đội chủ nhà và sự tư vấn của trọng tài thứ tư, trọng tài chính Trương Hồng Vũ không công nhận bàn thắng của BKMX Bình Dương, tạo nên cú sốc lớn nhất của vòng đấu này. Đó là cú sốc thực sự cho giới cầm còi, đơn giản là bởi vì trọng tài Trương Hồng Vũ, một trọng tài FIFA, đã vi phạm nguyên tắc lớn nhất trong nghề nghiệp của mình. Trong tình huống tranh cãi là Bùi Tiến Dũng có bị phạm lỗi hay không, thì ông đã nhận thức rõ ràng về việc ra quyết định bằng động tác chỉ vào tay, ra hiệu phạt cầu thủ Viettel để bóng chạm tay. Bóng đã vào cuộc trở lại bằng việc cầu thủ Bình Dương đá phạt hợp lệ, mà khi tình huống đã trôi qua thì trọng tài không bao giờ có quyền được thay đổi quyết định của mình nữa. Quý vị thấy không? Đâu cần có công nghệ VAR, mọi thứ đều có thể thay đổi với các trọng tài của chúng ta. Tức là với việc nhờ tư vấn của công nghệ thì trọng tài quốc tế sẽ dùng ký hiệu là màn hình như thế này. Nhưng với các trọng tài V-League, điều mà họ cần là một quyển sách luật bóng đá. Và khi họ ra ký hiệu này, có nghĩa là tất cả hãy cho tôi một phút để đọc lại luật bóng đá trong tình huống này. Cái này có thể gọi là công nghệ ma của bóng đá Việt Nam. Có tới 4 trọng tài trên sân mà không ai thuộc luật cơ bản trong tình huống này thì thật sự là khó tin. Và với ông Trương Hồng Vũ thì còn có thể nói là khó hiểu nữa. Nhiều người nói là ông bênh Viettel, đội bóng rất cần điểm trong trận đấu này. Ông đã cho đội chủ nhà hưởng một quả penalty đầy tranh cãi trước đó. Nhưng nếu bênh Viettel thì điều duy nhất mà ông cần phải làm trong tình huống này, và đó là việc làm đúng đắn nhất, thổi phạt Hồ Sĩ Giáp vì lỗi đẩy sau với pha che bóng rất kinh nghiệm của Bùi Tiến Dũng. Và nếu thật sự ông Vũ nhận ra điều công bằng nhất là Viettel không đáng phải nhận bàn thua này, thì ông đã chịu một sự hy sinh rất lớn bằng cả sự nghiệp cầm còi của mình. Một trọng tài bẻ còi sai luật thì không có gì ngạc nhiên nếu ông ta không bao giờ được mời lại để điều khiển V-League nữa. Mọi thứ trở thành trầm trọng hơn khi mà pha bẻ còi bất ngờ của trọng tài đã thay đổi cuộc đua trụ hạng ở mùa giải này. Câu lạc bộ Viettel nếu bị cầm hòa trong trận đấu gặp BKMX Bình Dương thì đồng nghĩa với việc họ sẽ chỉ có 28 điểm, bằng điểm Dược Nam Hà Nam Định và hơn Thanh Hóa 3 điểm. Vòng tiếp theo họ sẽ phải đối mặt ngay sau đó với chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa. Và đây là đội bóng đang đứng ở vị trí phải đá trận playoff. Sai lầm của trọng tài Vũ nói chung đã mang lại một kết quả công bằng hơn cho Viettel trong tình huống cụ thể đó, nhưng đã làm mất hay cuộc đua trụ hạng đang rất được chờ đợi của V-League. Và quý vị có để ý không? Cuộc đua này được quyết định nhiều khi là bởi những sai lầm hơn là những màn trình diễn xuất sắc bất ngờ của những đội bóng đang vốn rất là vất vả. Trận đấu mới trôi qua được 15 phút,
thủ thành Phan Đình Vũ Hải đã bắt đầu trận đấu không vui của mình. Hãy nhìn đường truyền của tiền đạo Gia Lai. Phải nói chính xác rằng nếu Hải Phòng không có thủ môn, họ cũng không thua trong tình huống này vì bóng sẽ đi hết đường biên ngang. Vậy nên tính công kiến tạo cho thủ môn của Hải Phòng. Một câu hỏi tương tự, bóng sẽ đi đâu nếu thủ thành Văn Trường của Gia Lai không quyết định ra bắt bóng? Tất nhiên là hết đường biên ngang. Cuối cùng nó cũng lăn qua vạch biên ngang, nhưng là giữa hai cột gôn. Nếu mà chỉ nhìn vào những bàn thua thì cũng chưa thấy hết được màn trình diễn của thủ môn của Hải Phòng trong trận này. Đây là một tình huống ở phút bù giờ của hiệp 1. Phan Đình Vũ Hải xử lý không an toàn và khung thành gần như là đã rộng mở. Góc sút cũng là rất rộng nhưng Felipe Martins lại dứt điểm lên trời. Nhiều khi xem lại những bàn thua chúng ta mới thấy những pha phối hợp của hàng phòng ngự còn hóc búa hơn là các cầu thủ tấn công. Adriano Smith bổ bóng trong tình huống này rất vừa vặn để đồng đội của anh trở thành trò cười cho tốc độ của Minh Vương. Thủ thành Phan Đình Vũ Hải yên tâm vì anh không phải là tội đồ duy nhất ở trận đấu này. Adriano Smith hoàn tất cú đúp của mình sau đó không lâu. Còn Minh Vương thì đã có đủ một hat-trick. Đá bóng trên sân tập chưa chắc đã dễ hơn với anh trong tình huống này. Đừng nói Hải Phòng không khao khát chiến thắng, họ khao khát hơn bất cứ đội bóng nào trên thế giới này. Tốc độ rất nhanh. Thêm một cơ hội nữa dành cho anh Gia Lai và bây giờ là Văn Toàn. Bởi vì chắc chẳng có đội nào phút thứ 70 đã phạt trực tiếp chếch về một cánh bên phần sân đối phương mà cầu thủ đứng thấp nhất lại chính là người đá phạt. Không có một ai đứng ngang hàng anh ta chân giữ ở giữa sân. Cuối cùng, họ anh Gia Lai thắng đậm. Trong những cuộc thi sắc đẹp thì đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng xứng đáng có danh hiệu hoa hậu thân thiện rồi. Không giống như Hoàng Anh Gia Lai chưa hoàn toàn thoát hiểm, nhưng ít nhất mọi thứ đang nằm trong sự kiểm soát của họ. Hãy điểm qua bảng xếp hạng vào lúc này. 6 đội bóng cuối cùng khoảng cách là 6 điểm và hai lượt trận cuối cùng phải nói rằng là tương đối mở, khiến cho cả 6 đội này ai cũng có thể xuống hạng và ai cũng có thể về đích an toàn sớm, kể cả là Sana Khánh Hòa điểm Việt Nam. Mọi thứ có thể sẽ rõ ràng hơn sau lượt trận thứ 25 và mọi thứ sẽ phụ thuộc vào một sự khởi sắc bất ngờ nào đó mà theo chúng tôi, nó là vốn rất ít ở các đội bóng phía cuối bảng xếp hạng. Nhưng thái độ của các đội bóng đã không còn động lực lại rất quan trọng. Đến lúc này, nhìn vào hai đội bóng có nguy cơ nhất xem sao. Sana Khánh Hòa biển Việt Nam, huấn luyện viên Võ Đình Tân của họ đã từng có phát biểu thực sự gây sốt trong mùa giải năm nay. Bóng đá Khánh Hòa thì và kể cả tôi làm việc, tức là dù bất cứ như thế nào, tình huống nào, hoàn cảnh nào, vẫn thi đấu hết mình. Đó là tiêu chí mà phải khẳng định một điều như thế này. Xuyên suốt từ V-League tới giờ, chỉ có một mình Khánh Hòa làm được. Kể cả đủ điểm, dư điểm hay là thiếu điểm, đều đá sòng phẳng và không xin bất cứ một ai. Nói thẳng ra là như vậy. Một phát biểu tích cực, thậm chí là rất tích cực, nhưng mà không hiểu sao cứ nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của Sana Khánh Hòa thì chúng tôi lại thấy đây như một lời cảnh cáo cho những ai đang đá thật và chơi đẹp vậy. Đấy, muốn xuống hạng không? Hãy nhìn Khánh Hòa không xin, không nhường, không liên minh kia kìa. Thế nên là chúng tôi muốn nói rằng là ông Võ Đình Tân cùng với Sana Khánh Hòa biển Việt Nam cần phải cố gắng thoát hiểm như một sự cổ vũ cho bóng đá sạch. Nhưng đá sạch thì chưa chắc đã phải là lý do cho việc thất bại. Theo quý vị có thể là gì nữa? Có thể là nghèo nữa. Một đội bóng nghèo thì chưa chắc kết quả đã tồi. Nhưng ở V-League hình như các đội bóng chơi tồi thì hoàn toàn là nghèo cả. Đây là bảng xếp hạng chung cuộc của mùa trước. Hai đội bóng rớt hạng và phải đá playoff là Nam Định và Cần Thơ. Khánh Hòa và Thanh Hóa năm ngoái đã xếp trong top 3, chỉ sau có câu lạc bộ Hà Nội vô địch cuối mùa giải mà thôi. Và vào thời điểm đó thì không ai có thể tin rằng mùa sau đến giờ này hai đội bóng nằm cuối bảng xếp hạng. Xếp ngay trên họ là Dược Nam Hà, Nam Định. Nói về câu chuyện tiền nong với ba đội bóng này thì phải nói là liên khúc nghèo. Dược Nam Hà, Nam Định đá sân nhà rất hay, sân bóng sôi động nhất V-League, nhiều khán giả. Nhưng đội bóng lúc nào cũng chật vật trong việc tìm nguồn tài trợ nuôi các cầu thủ của mình. Các thành viên trong ban huấn luyện vừa làm chuyên môn vừa dùng uy tín và mối quan hệ để vận động tài trợ. Và những lúc khó quá thì bỏ luôn tiền túi để trả lương tạm thời cho các cầu thủ. Các doanh nghiệp Nam Định yêu mến đội bóng của mình nhưng cũng không ai kham nổi một năm 6-70 tỷ nuôi đội cả. Thế là có thực tế là mỗi người có thể tài trợ một chút. Người thì tài trợ lương cầu thủ ngoại, người thì tài trợ quần áo, người tài trợ thưởng. Chúng tôi lại có riêng hai nhà tài trợ mà cũng giấu tên, nuôi riêng hai cầu thủ ngoại, không liên quan gì đến ngân sách của câu lạc bộ, nên là nó đỡ đi rất là nhiều. Nếu một cầu thủ chất lượng thì nó cũng rơi vào hai cầu thủ là nó phải rơi gần chục tỷ.
Mọi thứ ổn định hơn khi mà Dực Nam Hà Nam Định vào cuộc với mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng tài trợ cho 3 mùa giải. Sana Khánh Hòa thì sao ạ? Hơi lạ một chút bởi vì phong độ không tốt trong mùa này. Bởi vì thực tế là mùa trước thì họ cũng không giàu có gì cả. Một trong những đội bóng căn cơ nhất của V-League. Quý vị còn nhớ phóng sự của chúng tôi về việc là những quãng đường khoảng 500 km là cả đội sẽ di chuyển bằng xe buýt hết để cho tiết kiệm. Nhưng câu lạc bộ Thanh Hóa mới là câu chuyện cho thấy sự trớ trêu của cảnh trong có mấy tháng từ một đại gia trở thành một hộ nghèo. Sự dứt áo ra đi quyết đoán của doanh nghiệp FLC đã cho thấy vai trò của nhà tài trợ có ý nghĩa lớn như thế nào với các đội bóng Việt Nam. Vị trí hiện tại của câu lạc bộ Thanh Hóa là nằm trong dự đoán của rất nhiều người từ đầu mùa giải. Nhưng lại không ai có thể nghĩ tới một khoảng giữa mùa giải kỳ lạ như vậy của đội bóng này. Chúng tôi tới thăm câu lạc bộ Thanh Hóa đầu mùa năm nay khi mà nhà tài trợ FLC vừa chia tay. Nhiều trụ cột cũng tìm bến đỗ mới. Khi đó, ông Trần Quốc Hưng, chủ tịch đầu tiên của đội bóng Thanh Hóa, trở lại vị trí cũ sau gần 2 thập kỷ. Trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất, ông Hưng vẫn rất lạc quan ở mùa giải mới. Chắc chắn mùa giải này, người dân Thanh Hóa sẽ hướng tới những cái hình ảnh con em mình thi đấu trên sân, cũng như là những cầu thủ có những cái đẳng cấp vẫn đang còn ở lại đội. Cái sự cống hiến của họ chắc chắn sẽ thu hút được khán giả nhiều hơn nữa. Với sự chung tay của các cổ động viên nhiệt thành, bóng đá xứ Thanh vẫn tạo ra sức hút trên khán đài. Nhưng dưới sân thì thành tích của họ lại rất tệ. 7 trận đầu mùa không thắng trận nào, hòa 4 và thua 3. Câu lạc bộ Thanh Hóa đứng cuối bảng xếp hạng. Trong giai đoạn khó khăn, đội bóng chào đón sự trở lại của ông bầu Nguyễn Văn Đệ, người từng gắn bó với bóng đá xứ Thanh từ năm 2011 đến 2016. Bầu Đệ tiếp quản vị trí chủ tịch thay cho ông Trần Quốc Hưng. Những cái cảm xúc mà người hâm mộ dành cho tôi và cho cái hào khí của Thanh Hóa, bổn phận tôi phải có trách nhiệm với họ. Và chính vì cái động lực đó cho nên là tôi quyết định là mặc dù tuổi cao nhưng mà phải nhận đội bóng để giúp cho quê hương Thanh Hóa có kế tiếp những cái truyền thống như những năm vừa qua. Sự xuất hiện của Bầu Đệ rõ ràng đã tạo nên một bầu không khí hứng khởi cho đội bóng. 8 trận kế tiếp, họ thắng 6, hòa 2, từ bét bảng vươn lên thứ 4. Giờ thì cổ động viên xứ Thanh không lo trụ hạng nữa mà mơ cạnh tranh huy chương, thậm chí là chức vô địch. Cũng trong giai đoạn này, bóng đá Thanh Hóa đón thêm một tin vui khi đội U17 lần đầu tiên sau khoảng 20 năm vô địch quốc gia. Một lễ đón long trọng được tổ chức ngay tại sân bay. Ngày hôm nay là ngày vinh quang nhất của Thanh Hóa của chúng ta. Cúp vô địch của U17 đợt này thì đánh dấu một cái mốc son để chuẩn bị cho cái việc mà Thanh Hóa sẽ có cái đổi sắc về cách làm bóng đá mới. Với một hào khí hừng hực như vậy, ít ai có thể ngờ câu lạc bộ Thanh Hóa lại lâm vào tình cảnh bết bát như bây giờ. 9 trận gần đây nhất, họ chỉ hòa được 1 và thua tới 8 trận, trong đó có chuỗi 7 trận thua liên tiếp. Bầu Đệ cho rằng lực lượng mỏng là lý do, còn nhiều người lại nghĩ rằng chính vị chủ tịch này đã can thiệp quá sâu vào công việc chuyên môn khiến đội bóng sa sút. Chỗ của ông là trên khán đài, chứ không phải trong khu kỹ thuật, nơi mà mùa này ông đã ngồi chung với 3 huấn luyện viên là Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo và huấn luyện viên đương nhiệm là cựu cầu thủ Mai Xuân Hợp, người vừa đăng quang cùng U17 Thanh Hóa. Còn 2 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn đang gần nhất với tấm vé playoff. Và nếu cứ thi đấu với tinh thần như thế này, họ hoàn toàn có thể rơi xuống đáy, xuống hạng trực tiếp. Trong phần tiếp theo của bình luận thể thao ngày hôm nay, nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền dự Thế vận hội, liệu chúng ta có cần phải cảm ơn bàn tay vàng của ông Simangin không ạ? Quý vị đang cùng theo dõi chương trình bình luận thể thao. Thưa quý vị, nếu chỉ nhìn vào kết quả của những lễ bốc thăm bóng đá thì chúng ta có cảm tưởng rằng thứ làm ảnh hưởng đến hô hấp nhất bây giờ không phải là chất lượng không khí ở những thành phố lớn đâu ạ. Chính là việc đội bóng của chúng ta nằm ở bảng nào vậy? Hãy xem những hàng tít báo sẽ thấy ngay. Kết quả bốc thăm Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam khó thở. Nhưng mà chúng ta thấy đấy, rồi thì gặp đội tuyển Iran hay Iraq cũng có khiến chúng ta bị nghẹt mũi được đâu. Chúng ta vẫn vượt qua vòng bảng. Kết quả bốc thăm của AFF Cup năm 2018, Việt Nam dễ thở, Thái Lan khó ở. Tốt thôi, chúng ta vô địch mà chẳng cần gặp Thái Lan. Còn hàng tít này nữa, không bốc thăm lại cho ASEAN, Việt Nam thở phào. Chúng ta lọt vào bán kết và thiếu một chút may mắn thôi để giành huy chương đồng. Mấy lễ bốc thăm có gì mà liên quan đến hệ hô hấp thế ạ? Theo chúng tôi là bởi vì chúng ta đã thực sự nín thở để xem điều gì xảy ra. Hai tình huống gần đây nhất chắc quý vị còn nhớ.
Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nhóm hạt giống số 2 và khi cả 3 nhóm hạt giống kém hơn được phân định thì tất cả khán giả xem truyền hình lẫn người bốc thăm trên TV có lẽ là đều nhìn vào bảng đấu có 3 đội bóng Đông Nam Á là Thái Lan, Malaysia và Indonesia mà mỉm cười. Chúng ta nghĩ đến việc Việt Nam cũng rơi vào bảng này nốt và cuối cùng kết quả là gì? Two teams left. Ngày hôm qua cũng lại một tình huống nín thở gần như tương tự. Sự sắp xếp của các nhóm hạt giống thấp hơn vẽ ra một bảng đấu trong mơ với Jordani, các tiểu vương quốc Ả Rập và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ai chẳng muốn đội nhà rơi vào bảng đấu đó ạ. Nhưng khoảng cách giữa dễ thở và khó thở trong một lễ bốc thăm nó cũng rất là mong manh. Giám đốc điều hành của AFC Simangin chỉ cần đưa lá thăm của Việt Nam tới trước thôi thì chúng ta cùng bảng với Hàn Quốc, Trung Quốc và Iran. Những hàng tít ngày hôm nay chắc chắn sẽ khác lắm. Và đó cũng là khoảnh khắc mà chúng ta biết rằng bảng D tuyệt vời là của chúng ta. Xin chia buồn với Uzbekistan. Bảng C của các bạn đến báo điện tử Chosun của Hàn Quốc mà còn phải gọi là bảng tử thần thì chúng ta biết nó khó như thế nào rồi. Nhưng bốc thăm có cái hay là mọi cảm xúc chỉ mang tính tương đối mà thôi thưa quý vị. Ví dụ như là chúng ta là hạt giống nhóm 1 chỉ mơ được vào bảng D dễ nhất thì sẽ là một cảm xúc rất bình thường nếu cả 4 bảng đấu còn lại chỉ mong chúng ta rơi vào bảng đấu của họ. Thế nên ở bảng D chưa biết là ai vui hơn ai đâu, chúng ta hay là các bạn. Nói thế để thấy là ai cũng có hy vọng như nhau và bảng này là tốt rồi, nhưng chẳng thể nói trước được điều gì cả. Nhất là năm sau, vòng chung kết U23 châu Á lại đồng nghĩa với vòng loại cho Thế vận hội luôn. Nhiều người bảo rằng ông Park Hang-seo lúc nào cũng may mắn với bốc thăm, để xem có may thật không ạ. Kể từ khi sang Việt Nam, ông Park đã trải qua 6 lễ bốc thăm khác nhau và chúng tôi sẽ phân loại những lễ mang màu đỏ là khó, màu vàng là bình thường cho đến màu trắng là dễ để xem là kết quả ra làm sao. U23 châu Á năm 2018 chính là nơi ông khởi đầu cuộc hành trình kỳ diệu của mình với bóng đá Việt Nam. Lúc đó thậm chí còn chẳng mấy ai quan tâm đến lễ bốc thăm các giải đấu châu lục để mà biết rằng bảng đấu là quá khó, Hàn Quốc, Australia và Syria. Sau đó là đến ASEAN 2018, bảng đấu để qua vòng bảng thì không khó bởi vì có Nepal và Bangladesh và Nhật Bản. Đây được coi là một bảng dễ. Cúp AFF năm 2018, Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Một bảng đấu dễ nếu như chúng ta nhìn vào sự khắc nghiệt của bảng đấu còn lại với Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines. Đến Asian Cup 2019, chúng ta rơi vào bảng đấu với hai đối thủ trên tầm là Iran và Iraq. Phải nói rằng đây là một bảng đấu khó khăn. Vòng loại World Cup 2022 thì sao? Đây là một bảng đấu thú vị, chúng tôi sẽ để màu vàng. Bảng này toàn những đối thủ ngang tầm, nhưng không ai dám bảo nó là dễ cả. Và cuối cùng, bảng đấu của U23 châu Á 2020 mà chúng ta vừa mới thấy, dễ nhất có thể dựa trên những cái tên đơn thuần mà thôi. Như vậy tỷ lệ là 2 khó, 3 dễ và 1 bình thường. Ông Park Hang-seo có may mắn không ạ? Câu trả lời là không. Bảng khó thì đội bóng của ông cũng xoay sở mà vượt qua, mà bảng được coi là dễ như thời của ASEAN 2018 thì chúng ta đều biết là ông quyết tâm để vượt qua luôn cả Nhật Bản và giành ngôi nhất bảng. Tất cả điều này dẫn tới kết luận của chúng tôi cho câu chuyện bốc thăm. Chúng ta thì nín thở về việc sẽ vào bảng nào, dễ hay khó, như ông Park luôn chuẩn bị cuộc hành trình xa nhất có thể. Các đội tuyển Việt Nam dưới thời của ông Park không chỉ lập kỷ lục vượt qua mọi vòng bảng, mà luôn chiến thắng ở ít nhất là một trận đấu loại trực tiếp sau đó. Chúng ta phi thường và bách chiến bách thắng phải không ạ? Làm gì có chuyện đó, chỉ có một khác biệt mà ông Park đã mang lại thôi. Đó là tâm lý không e ngại bất cứ đối thủ nào mà ông Mạ đã mang tới cho các cầu thủ. Như câu đùa đầy lạc quan của ông ngày hôm qua. Tôi thấy nhẹ nhõm, có lẽ là may mắn thì đúng hơn, khi U23 Hàn Quốc lại không rơi vào bảng đấu của chúng ta. Vì sao lại nói là may mắn? Vì thực sự tôi không muốn phải đối diện với đội bóng quê hương mình. Chẳng phải vì tôi e ngại sức mạnh của U23 Hàn Quốc, mà bởi nếu ở trung bảng sẽ có quá nhiều phóng viên Hàn Quốc họ phỏng vấn tôi, và tôi chẳng thích điều đó một chút nào. Còn chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Còn.